Xin chào tất cả bà con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một kỹ thuật nuôi phải nói là đỉnh nhất hiện nay. Đó là cho chim bồ câu bố mẹ. Một cặp nuôi một lúc 6 con. Có thể nói là nuôi chim bồ câu mà thành công hay không á là việc mà con chim bồ câu ra ràng mọi người nuôi được có nhiều hay không. Thì nếu như mà nuôi cực đỉnh 6 này là đỉnh nhất rồi đó. Nếu mà nuôi mà cũng bình thường là như hồi xưa mình hay làm cái video cho mọi người là nuôi 3 nuôi 4, thế này mình nuôi 6 luôn. Vậy thì cái kỹ thuật nuôi một lúc 6 con như thế nào? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để tất cả bà con cùng biết đến. Bà con nào mà thích hoặc là mà muốn thì bà con áp dụng theo. Thì nếu mà bà con nào mà muốn chi tiết hơn á, thì cứ nhắn tin hoặc alo đến cho mình theo số điện thoại 096 114 2323. Mình có Zalo luôn á, gọi đỡ tốn tiền, nhắn tin cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người hơn. Hôm nay thì mình giới thiệu nhá. Đây. Chim bồ câu bố mẹ là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt mọi người nhé. Cái vấn đề mọi người cần lưu ý đầu tiên. Còn ở dưới bên dưới mọi người có thể thấy này. Đây là 6 con chim bồ câu con nhé. Mình gọi là bồ câu con đi. Mọi người có thấy là thứ nhất là cái độ ngày của nó phải xem nhau. Nếu mọi người mà muốn nuôi một lúc nuôi 3, nuôi 4 hoặc nuôi 6 thì cái độ tuổi chim bồ câu con nó phải sàng sàng bằng nhau thì chim bồ câu bố mẹ nó mới nuôi. Nếu như mà có con to quá, con nhỏ quá hoặc là con vừa vừa quá nuôi với nhau á thì đương nhiên là không được. Chắc chắn với bà con luôn, và chim bồ câu bố mẹ nó sẽ đạp chết những con chim bồ câu con này. Còn nếu như là độ tuổi xem bằng nhau này, nếu mà to là không to hơn quá, nhỏ thì đừng có nhỏ quá thì nuôi đây. Nó phải ví dụ là như ở trại của mình đi, đây như cách mình nuôi này, nuôi một lúc 6 con luôn á. Thì bây giờ mình sẽ trao đổi cụ thể mọi người để làm sao để nuôi 6 một lúc 6 con như thế này. Chắc chắn đối với mọi người luôn. Đó là chim bồ câu bố mẹ không tài tình nào mà có thể chăm một lúc 6 con này bằng sữa diều của chính mình. Vậy thì phải làm cách nào? Ở trại mình hiện nay á thì mình sau một quá trình mình thử nghiệm á thì mình đã chế ra được một cái loại sữa diều gần đúng với cái sữa diều mà bố cặp chim bồ câu bố mẹ nó bón cho chim bồ câu con ăn á. Thì mình sẽ bón chăm cho, ví dụ như là chim bồ câu bố mẹ á, thì mình chăm phụ cho nó. Ví dụ là chim bồ câu bố mẹ đang cho ăn mấy con ở trên á thì mình cho chăm sóc bằng bằng cái sữa diều mình làm ra, tương gần tương thích với chim bồ câu, cái sữa diều ở trong chính bầu diều của con chim bồ câu bố mẹ rất là ok luôn. Đây mọi người thấy này, hình ảnh thực tế luôn đấy, cái này là thực tế ở trại mình nhá. Kích cỡ tương thích nhau và nuôi như vậy thì cực kỳ đạt luôn. Và một tháng mình chia sẻ thật mọi người là không biết bao nhiêu chim bồ câu ra ràng mà mọi người có thu luôn á. Và cái này á không phải ai cũng chia sẻ kinh nghiệm đâu, và hầu như mình cũng tìm hiểu một số kênh á, thì kênh Nông Dân Làm Giàu của mình á chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm mà không phải ai cũng dám nói. Tại vì nếu mà ai cũng ai cũng thoải mái như mình thì nhiều người họ nghĩ là ví dụ chia sẻ thì nhiều người sẽ thành công. Và đó cũng là mục đích của mình, nếu mà chia sẻ càng nhiều người thành công thì mình càng thích luôn, và nuôi chim bồ câu nó mới phát triển rộng mở được. Và hiện nay việc nuôi chim bồ câu phải nói là cũng đang là thời kỳ cực thịnh, nhiều từ Bắc và Nam rất nhiều người nuôi chim bồ câu, khởi nghiệp bằng chim bồ câu mà thành công. Thì trong quá trình nuôi thì mình luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để người nuôi làm sao có được một cái trại ưng ý. Thì đây, mọi người khi mà mọi người chế sữa diều ra nha thì mọi người bơm vào một cái xi lanh rèn luyện, không có kim tiêm nha, xi lanh, và mọi người bơm 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 vào miệng cho nó ăn. Và cái sữa diều này nha, không phải là mình bón mình pha cám này đâu ấy nha mọi người nha. Mọi người đừng có nghĩ là mình ví dụ là mình pha cám này ra, không phải vậy. Nếu mà mọi người pha cám này ra thì cho nó ăn nguyên cái cám như này, không gọi là sữa diều,
và con chim bồ câu nó sẽ bị hôi nhá. Khi mà mình làm thịt á, nó sẽ bị hôi và các hệ thống nhà hàng họ không thích đâu. Và mình phải có một cái loại sữa diều ấy. Nếu như mà mình cứ pha cám này mà mình bán cho chim ấy, chắc ai cũng nuôi được. Và không có chuyện sẽ có những người đứng như mình để truyền đạt kinh nghiệm đâu. Và mình phải có một cái công thức để mình làm một cái sữa diều thành công. Và chim bồ câu nó mới ăn. Chứ nếu mình pha cám là chắc chắn chim bồ câu nó không ăn đâu mọi người. Còn những cặp... Và không phải là cặp chim bồ câu bố mẹ nào cũng nuôi được 6 con như vậy. Đây là mình trao đổi mọi người hiểu luôn. Có nghĩa là trong quá trình nuôi á, thì mình sẽ để ý và thấy được những con chim bồ câu á, mà nó nuôi con cực tốt. Ví dụ như là 100 cặp đi, thì có khoảng vài chục cặp như vậy. Và những cặp kia không phải là không tốt, nó vẫn nuôi được 3 đến 4 con bình thường. Nuôi 3 đến 4 con bình thường mọi người. Nhưng mà có những con nuôi cực đỉnh thì mình sẽ cho nó nuôi cực đỉnh. Đấy. Đây cho mọi người xem luôn này. Mình sẽ bắt cho mọi người xem là cái độ nó xem bằng nhau này. Cho mọi người xem luôn. Đấy. Và khi mà mình xuất bán á, thì một lứa 6 con này sẽ xuất được cùng một lúc. Đây mọi người. Mọi người thấy không? Mặc dù là nuôi một lúc 6 con nhưng mà vẫn béo tốt bình thường. Cái này là vẫn còn nhỏ mọi người nhé. Tầm con này thì tầm khoảng 7-8 ngày tuổi thôi đó. Mà chim bồ câu ra ràng thì tầm khoảng 25 ngày là mình làm thịt được rồi. Ở đây mình trả lại cho bố mẹ nuôi này. Rồi mọi người xem cặp bố mẹ luôn. Cho mọi người xem cặp bố mẹ luôn. Thấy bộ khung nó đâu phải là to đùng đâu đúng không? Bộ khung của nó cực đẹp. À, nuôi chim bồ câu lưu ý một điều. Không phải là cứ chim bồ câu to là khoái. Chủ yếu là bộ khung của nó như thế nào, bố mẹ lanh lợi ra sao. Chứ nhiều người nuôi á, cứ khoái chim bồ câu to nha. Nhiều người gọi điện đến cho mình hỏi chim bồ câu em bây giờ cứ phải chim bồ câu to, khoái em mới nuôi. Nhưng mà có những cặp chim bồ câu to vẫn ok, nhưng mà có những cặp chim bồ câu to đa số là nó đẻ thưa mọi người. Cái bộ khung của nó phải đẹp như thế này và nó lanh lợi như thế này thì nó đẻ mới sai. Và chủ yếu là chim bồ câu nó đẻ trứng mà. Nó đẻ trứng mà. Và mình bán là bán con chim bồ câu ra ràng mà. Và trong con chim bồ câu ra ràng đó, ví dụ như có những con ưu tú thì mình chọn lọc lại. Mình chọn lọc lại để mình nhân giống. Đó là một cái quá trình hoàn toàn tự nhiên mà. Chứ không có một giống nào hoặc là bất cứ một loài nào mà không nhân giống theo kiểu đó cả. Sẽ có những con ưu tú mình nhân giống và có những con chỉ để làm thịt thôi. Và những con ưu tú thì mình đã làm video để chỉ mọi người ở video trước đó rồi, là cặp nào có thể nhân giống được, cặp nào chỉ để làm thịt thôi, và bao nhiêu ngày thì mình sẽ tách nó ra khỏi bố mẹ. Và cái sữa diều mà chế như thế nào á, thì anh em nào mà cảm thấy thích, hứng thú á, thì nhắn cho mình. Mình sẽ hướng dẫn hoặc chỉ anh em nào về cái cách nhân giống. Còn ở trại mình thì hiện tại thì tất cả những, đây là tất cả những cặp chim bồ câu bố mẹ này, là đang sinh sản. Và ở trại mình là áp dụng theo hình thức nuôi công nghiệp nhá. Và cho chim bồ câu trứng á, cho vào máy ấp trứng, và khi trứng nở mang ở đây ghép. Và chim bồ câu, chính vì chim bồ câu ti tan thái siêu thịt ấy, tính nó dễ chịu và dễ ưa nên nó nuôi cứ ghép vào, và ghép phải có kỹ thuật thì bố mẹ nó sẽ nuôi hết sức bình thường. Tại vì dòng chim bồ câu mỗi lần đẻ 2 trứng, mà tại sao một lần nuôi 6 con, một lần nuôi 4 con hoặc 3 con, nó là như vậy. Mọi người phải có cái kỹ thuật ghép và kỹ thuật nuôi.
Và ở trại mình thì sẵn sàng có người hướng dẫn cho mọi người nuôi để làm sao thành công. Và mình cũng hy vọng rằng là video của mình được lan tỏa và nhiều người biết đến. Và để lan tỏa thì hy vọng mọi người xem video của mình mà mọi người cảm thấy hứng thú thì cho mình một like, nút like ngay bên dưới luôn, hoặc là comment những gì mọi người cần, hoặc là chia sẻ cái video này. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.